It's me again. Thanh from I'm English and welcome back to my channel. Uh, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English, uh, kênh học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm. Uh, và hôm nay Thanh quay trở lại với chuỗi series học về các quy tắc đánh vần tiếng Anh. Và hôm nay đó là quy tắc số 18, từ có chứa C cộng Y giải. Ok, trước khi vào bắt đầu video clip thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhé. Ok, next. Ok, như thường lệ Thanh muốn bật mí cho mọi người đó là nếu mà mọi người biết quy tắc này đúng thì mọi người sẽ đọc được chỉ 559 từ. Ok, đọc được 559 từ một cách đúng chính xác. Đọc và biết được người khác đọc đúng hay đọc sai hay là nói đúng hay đúng sai, đúng ạ. Đó, 559 từ. Alright. Next one. rồi. How to pronounce these word Câu vẫn câu hỏi thường ngày Thanh muốn hỏi mọi người. Mọi người thường phát âm những cái từ này như nào nhỉ? Ừ. Đầu tiên là từ chính sách chính trị đúng không ạ? Mình có từ a à. policy. rồi right. Policy. Policy. Ok. Nhắc lại theo anh nhé. Policy. 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 Ok. Vậy chúng ta sẽ nhận ra là à, chữ C cộng với chữ Y ở đây thì phát âm là gì ạ? Chính xác phát âm chữ S nhá Policy. Next one. Cái từ xe đạp. Ok. Xe đạp no sẽ là thế nào nhỉ Ờ, uh, xe um, đạp <laughs> ok xe đạp mình phát âm là bicycle. bicycle 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 right ok vậy chữ c ở đây sẽ phát âm là chính xác phát âm là s nhá next one từ cuối cùng đó là cái từ vị trí tuyển dụng đúng không mình sẽ có từ vacancy 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 alright dễ đúng không ạ rồi, vậy thì Thanh muốn chia sẻ cho mọi người một cái quy tắc là gì? À, sang luôn cái phần quy tắc hôm nay nhé là rất là dễ Bởi vì cái quy tắc này mình đã học ở gần như học những cái quy tắc trước rồi Rồi, quy tắc ngày hôm nay đó là C cộng Y dài thì C phát âm là SC. gì? Đó, rồi bây giờ Thanh tổng hợp lại cho mọi người ba vấn đề này Quy tắc số 16, 17 và 18 nếu ai chưa xem quy tắc số 16, 17 thì mọi người nên quay lại kênh YouTube của Amanglish để xem lại bởi vì ba quy tắc này là có liên hệ với nhau. Bây giờ Thanh sẽ tổng hợp cho mọi người. À, mình đã học quy tắc số 16 là C cộng với E, đúng không ạ? Thì C phát âm là chính xác, C cộng với E. Đó. Thứ hai, quy tắc số 17 là C cộng với Y ngắn, đúng không ạ? Và quy tắc số 18 là C cộng với Y dài. Vậy thì ba cái C này thì sẽ được phát âm là chữ SC. Đó, chúng ta tổng hợp lại với nhau nhé. Rồi, vậy thì quy tắc chung hay muốn tổng hợp cho mọi người đó là sau C mà các bạn thấy cộng với E hay là Y e ngắn hay là Y e dài. Thì cái chữ C này sẽ được phát âm là chính xác hơn là, là chữ S gì nhá. Được chưa? Đó, chúng ta lên lên tổng hợp các quy tắc với nhau để chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất. Alright. Ok, vẫn là cách phát âm của chữ SC và chữ Z à, Thanh đã nhắc từ bài 16 và bài 17 rồi Nếu mà mọi người chưa xem thì mọi người có thể quay lại kênh youtube của Amanglish để xem lại quy tắc số 16, 17 Được chưa? Hôm nay thì là tranh nói qua thôi à, Âm S ở đây sẽ phát âm là Rồi kéo căng hai miệng ra Rồi âm Z là khác nhau là sẽ có rung người của họng này S này Hít một hơi và đẩy ra Z này cũng hít một hơi để ra nhưng mà có rung này. Alright, dễ đúng không? Rồi, đi sang quý. Ok, sang phần luyện đọc luôn. Mọi người cố gắng nhìn cho Thanh cái khẩu hình miệng và đọc theo cùng với Thanh nhé. Rồi, cái từ này mình đọc là gì ạ? À, trọng thứ nhất là đọc đi lên đúng không? Pire, pire, đúng pire. r, c, right. C cũng y dài nè, C phát âm S. Mình đọc là piracy, p y r a c y right pyrocy 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 next one ตัวนี้มิมิจะเล่ามละโอเค next one ต okay. ัวนี้จะเล่ามละ privacy โอเค C E ได้ถูกมั้ง privacy 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 Priv next one policy right policy policy, policy, okay, tendency, okay, tendency, tendency, tendency. rồi next one, agency, 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 agency. good job. cái tên này đọc là à, juice, okay, juicy, 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 juicy. Chu miệng lên này. Juicy. Juicy. Juicy rice. li tơ rơ Again. Literacy. One more time. Literacy. Nhanh nha. Literacy. Literacy. Rồi, cái âm này đọc nhấn cao hơn còn cái literacy sẽ đọc liền với nhau và đọc lướt qua. Literacy. 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 Yes, okay. Từ cuối cùng, từ tái chế mình có từ recycle, right? Recycle, 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 ok? Recycle, rồi, right. Rồi, chúng ta sẽ sang phần tiếp theo ngay lập tức luôn. Rất dễ đúng không? Cái tác hôm này rất là dễ. Đọc cùng với Thanh luôn nha. các bạn sẽ cố gắng tự phát âm ra, tự nhầm đọc trước cho Thanh nhá À, từ đầu tiên mọi người đọc nào nhỉ? Yes, currency. -si. Ca -si, right? currency, right? Currency, currency, currency. next one. Tiếp theo là con nào nhỉ? À, đúng rồi. Racy, 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 racy. racy. Ok. từ tiếp theo. À, đúng rồi. Vacancy, 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 vacancy. Ok, next one. Spicy, 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 okay next one primacy, primacy primacy, primacy yes flu fluency, 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 okay Free frequency, 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 okay, Preg pregnancy, 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 okay rồi, lại uh, chúng ta đã kết thúc cái bài ngày hôm nay và thanh dành cho mọi người một cái phần homework được trợ như thường lệ. Đây là bài tập về nhà dành cho mọi người. Còn, hả, mọi người hãy cố gắng là đọc. Theo cái phiên âm Thanh ghi ở phía bên dưới và ghi âm lại. Sau đó uh, quay video clip và cái khẩu hình miệng của mình ấy. Uh, khi mà đọc tất cả những cái từ này và gửi lại cho Thanh thì Thanh sẽ chữa cho mọi người nhé Rồi, cố gắng là đọc làm sao cho đúng trọng âm. Đọc các cái từ đơn giản trước, uh, đọc chậm trước, sau đó tăng dần tốc độ lên. Ví dụ cái từ đầu tiên mình đọc là gì ạ? Pro, đúng không? -si. Proficiency. 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 Proficiency đó sau là mình đọc nhanh lên là proficiency ok đó đó là cách được luyện đọc ở nhà nhá rồi uh, video clip hôm nay đã kết thúc và thanh hy vọng là video clip này sẽ hữu ích cho tất cả mọi người phục vụ cho mọi người cái uh, phục vụ cho mọi người cái khẩn uh, phát âm Uh, tốt, để cho mình có thể giao tiếp tốt trong uh, công việc, đúng không ạ Rồi, um, nếu mà trước khi mà kết thúc video clip này, mọi người hãy đừng quên cho thêm một like, share và subscribe kênh youtube của Ama English để đón chờ rất nhiều các series học tiếng Anh mới mà Thanh sẽ đang quay để uh, update cho mọi người để mọi người có thể uh, học trong cái mùa dịch corona này. Ok, that's it. Bye